Xin chào các bạn đang theo dõi livestream trực tiếp của Thẩm mỹ Dr. D. Đây trước mặt các bạn là kết quả của một ca thực hiện nâng ngực túi nano chip ergonomic kết hợp keo dán sinh học Dermavon rất là tuyệt vời. Đấy, cái kết quả này chúng tôi thực sự rất là hài lòng sau khi mà chúng tôi làm xong với khách hàng. Thì đây mọi người có thể chiêm ngưỡng ở các góc khác nhau. Khách hàng này như là lúc trước khi thực hiện thì chúng tôi có chia sẻ, bác sĩ có chia sẻ với cả mọi người về tình trạng ngực trước của khách hàng. Đấy là hai bên, một bên to hơn và một bên nhỏ hơn. Cái đường chân ngực nó lại không ở trên cùng một đường thẳng. Chính vì vậy là bác sĩ phải sử dụng rất là nhiều kỹ thuật kết hợp trong cái quá trình thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Và đặc biệt là có cái kỹ thuật là dịch chuyển đường chân ngực để giúp cho cái đường chân ngực sau khi mà nâng xong thì hai bên nó cùng ở trên một đường thẳng. Đấy, và có một vấn đề nữa thì mọi người có thể xem thì có thể thấy đấy là cái ngực của khách hàng vì lệch nhau nên là phải đặt hai size khác nhau để cải thiện được tối đa cái tình trạng ngực lệch. Đây thì chúng tôi sẽ mời mọi người sẽ cùng xem cái hộp chất liệu vừa sử dụng khách hàng này của chúng tôi nhé. Đây mọi người có thể nhìn, đây chính là một hộp chất liệu mà chúng tôi sử dụng cho khách hàng là cái túi size 275 này. Nó nguyên siêu, nguyên túi ni lông bọc ở bên ngoài như thế này. Và chúng tôi đã mở ra để sử dụng cho khách hàng. Đây thì mọi người nhìn. Đó, size 275. Đây là loại có chip ở bên trong nhá. Đấy, cái con chip này thì nó chỉ nhằm cái mục đích là lưu giữ thông tin của cái sản phẩm túi ngực này thôi. Nó lưu giữ khoảng 15 thông tin quan trọng để làm gì, để sau này chúng ta dễ dàng kiểm tra chỉ bằng một dụng cụ nhỏ cầm tay của hãng Motiva thôi. Đấy, còn hoàn toàn là không ảnh hưởng gì đến chất lượng túi, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của khách hàng cả, nên là mọi người không cần phải lo. Đó, túi nano chip ergonomic thì rất là đẹp rồi. Nếu như mà chúng ta nằm ấy thì cái túi nó sẽ là hình tròn và chúng ta đứng thì cái túi nó sẽ là hình giọt nước, nó rất là đẹp. Nó giúp cho ngực của chị em chúng ta lúc nào cũng được đầy đặn, lúc nào cũng được tròn trịa nhưng mà lại vô cùng là tự nhiên. Thì đây mọi người sẽ cùng nhìn một cái hộp nữa, là cái hộp đặt ở bên nhỏ hơn, bên ngực nhỏ hơn, đấy là size 295. Chất liệu thì là nó giống nhau hoàn toàn. Cùng của Motiva, cùng nano chip ergonomic nhưng mà nó chỉ khác size thôi mọi người nhá. Đấy, cái size đặt khác nhau thì nó sẽ giúp cho ngực trở nên cân đối hơn. Đây, mọi người có thể xem. Đó. Với một khách hàng mà chỉ cao khoảng 1m6 thì muốn ngực nó vừa phải thôi, nó không quá là sexy, không quá là to, thì đặt cái size 275 và cái size 295 này là rất là phù hợp mọi người ạ. Đây, và mọi người lưu ý một chút là khi mà chúng ta nâng ngực nhá, thì cái việc chọn size túi, ngoài cái việc chọn chất liệu túi ngực của các thương hiệu nào thì không nói đến, nhưng mà cái size túi ngực này là vô cùng quan trọng đấy. Mọi người cần phải tham khảo tư vấn rất là nhiều, rất kỹ bởi bác sĩ mà có chuyên môn tốt và sẽ là người mà sẽ trực tiếp phẫu thuật. Đấy, tại Thẩm mỹ Dr. D thì khi mà các bạn đến thăm khám tư vấn nâng ngực thì bác sĩ phẫu thuật của chúng tôi sẽ là người đón tiếp, thăm khám, tư vấn, đưa ra lời khuyên. Và bên cạnh bác sĩ thì sẽ có những công nghệ hỗ trợ trong quá trình thăm khám. Đấy chính là máy mô phỏng AX3 Motiva và công nghệ thử sizer system. Đấy là hai cái công nghệ mà đang được ứng dụng, đang được sử dụng rất là rộng rãi trong quá trình thăm khám ngực tại Thẩm mỹ Dr. D. Đó, hai công nghệ cực kỳ hiện đại bây giờ đấy ạ. Đó, thì bây giờ mời mọi người chúng ta cùng xem lại một chút nữa về hình dáng ngực của khách hàng nhé. Khi mà nâng ngực tại Thẩm mỹ Dr. D xong ấy thì tất cả các khách hàng sẽ được tặng một cái thẻ bảo hành trọn đời, cái thẻ của hãng Motiva như thế này đây. Mọi người có thể nhìn đấy. Khi mà chúng ta nâng ngực xong thì sẽ là được gửi lại các bạn cái thẻ bảo hành của hãng Motiva. Và cái thẻ này nhá sẽ được sử dụng rất là rộng rãi.
Và hãng Motiva này sẽ bảo hành chất liệu túi ngực này trên toàn thế giới. Đi bất cứ đâu là mọi người cũng được bảo hành rất là cẩn thận với cái sản phẩm này. Và đương nhiên là tại thẩm mỹ Dr. D, khi bạn thực hiện nâng ngực tại cơ sở của chúng tôi thì sẽ được thăm khám, sẽ được tư vấn theo dõi một hành trình từ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm cho đến 2 năm, 3 năm, 5 năm rồi tận sau này nữa. Đấy, thì luôn luôn sẽ có chuyên viên gọi điện để theo dõi tình trạng sức khỏe, hỗ trợ khách hàng mỗi khi cần thiết. Đây, mọi người có thể xem. Đó, đây nhá, hai mặt. Đấy, lưu rất là đầy đủ thông tin của khách hàng ở đây rồi. Đó. Đó. Nếu như mà mọi người đang theo dõi livestream này của thẩm mỹ Dr. D mà mình có bất cứ câu hỏi gì này, cần bác sĩ giải đáp, cần tư vấn về dịch vụ nâng ngực hoặc là muốn được thực hiện dịch vụ nâng ngực tại thẩm mỹ Dr. D thì mọi người có thể comment ở phía dưới để lại số điện thoại của mình, chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất cho mọi người nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi livestream của chúng tôi. Xin chào và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái livestream tiếp theo.